Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã trở lại với kênh YouTube Kiệm Rapper. Thì hôm nay mình cũng dân câu cũng hôm nay cũng hơi tệ cả nhà. Mà hôm nay tệ là được nhờ hai con cá kết là cái niềm an ủi cho mình á. Tại vì cá kết này nó cũng là có giá. Cá kết giờ nó cũng là hàng hiếm, thật là hàng hiếm luôn. Lâu mới dính được vài con thôi chứ không có dính nhiều nữa. Lúc trước là dính rất là nhiều, nhưng bây giờ thì không có dính nhiều nữa. Bữa hổm thì dân cá sát, cái dứa không được nửa xô, mà hôm nay chỉ dân được cái kết này à, được hai con, con cá bự và con cá nhỏ màu xanh nè, xanh rất là đẹp luôn á. Mà cá này là hàng hiếm thiệt luôn. Mà bữa nay mình dân câu thì cả tệ luôn, rất là tệ luôn á. Càng lúc càng dân câu càng tệ, chứ không phải như mỗi khi thì mình dân câu thấy quay clip lên thấy cá trúng rất là nhiều, thấy ham. Nhưng mà đôi lúc thì cũng dân câu nó tệ lắm, bởi nghề bà cậu mà, khi bữa trúng bữa thất là thấy cũng là rất là bình thường rồi. Tại vì cá thiên nhiên ngoài sông mà mình cũng không biết được nữa, thì bữa nào mình dân được bà cậu cho ăn bao nhiêu thì ăn. Chứ bây giờ mình cũng không có biết được là độ lượng cá nhiều hay ít nữa. Mà hôm nay là mình được là nhiêu đây là cũng thấy cũng được niềm an ủi dữ lắm. Tại vì được hai con cá kết này nè. Cá kết này bây giờ hiện tại bây giờ là nó cũng cái giá là tới hai, mình cân cho bạn hàng người ta đó là cái giá tới 250 ngàn một ký luôn. 250 lúc này là cũng hơi cũng khá khá rồi đó. Mình cân là 250 mà không biết là bạn hàng nó bán ra là bao nhiêu nữa. Thấy cũng được rồi đó. Cá kết, cá dứa. Hôm nay cá sát cũng có mấy con à. Đây. Cá sát. Mà hôm nay là nếu mà không có hai con cá kết này đó, là tệ dữ lắm luôn á. Hai con cá kết này là cũng được bán ra cũng sống được qua bữa rồi đó. Tại kết có giá cũng hơi ngon ngon. Còn cá sát cá dứa thì nhiêu này chắc khoảng chừng cả ký cá sát cá dứa à. Nhờ hai con cá kết này mới có cá để mà mình sẽ sáng bắt muốn gì đi chợ. Thì cái clip của mình chia sẻ đến đây đã kết thúc. Nếu cả nhà có xem cái clip này, nếu thấy cá ngon thì hãy ủng hộ cho mình, nhớ like, đăng ký ủng hộ cho mình. Xin chào cả nhà, hẹn cả nhà gặp lại những cái clip sau đó nha.